trên điện ngọc tây dòng bay năm sắc ý, dưới đồng đình gành bắc nghĩa nguy nga kia mênh mông một dài giang hà ầm ầm sóng vỗ xa xa ý nghĩ xa xa bạc đầu ý. Loài thủy tộc ý đua nhau tìm mà đến đi vượt ý vượt vũ môn xuất hiện ý nghỉ thần long ông biến đến mặt nước lạ lùng rõ ràng ông bơ thoải chân dung ý nghĩ chân dung khác thường thì cưỡi ngựa bạch thi vai mang cung kiếm mi thành thành kiếm trường trước điện ý nghĩa bước ra ông thương dân trong cõi xa bà lòng tham mi chìm đắm đựng hòa ông bơ cho có lên ní đường về thủy phủ bao xa có điện thất nghi bảo có tòa đại dương lấy có lầu ngọc bích kim cương nghi